với trên 140.000 nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thời gian qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tại diễn đàn, các cấp hội nông dân, các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã trao đổi kinh nghiệm, những khó khăn, thách thức, ý tưởng sáng tạo, cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích trong quá trình phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức và năng lực về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và chương trình OCOP cho nông dân Nghệ An. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đạt kết quả cao hơn, toàn diện hơn, góp phần nâng cao vị thế tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong đời sống kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội.